Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Không chỉ người điều khiển phương tiện mới có nguy cơ bị xử phạt vi phạm giao thông, mà người đi bộ nếu không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông cũng có thể bị xử phạt vi phạm. Để biết rõ hơn về các mức phạt vi phạm giao thông dành cho người đi bộ, hãy cùng Luật Việt Nam tìm hiểu qua video sau đây. Trước khi đề cập mức phạt, Luật Việt Nam muốn nhắc nhở bạn 5 nguyên tắc cần thuộc nằm lòng dành cho người đi bộ khi tham gia giao thông. Theo Điều 32 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, người đi bộ tham gia giao thông phải ghi nhớ những nguyên tắc sau. Thứ nhất, người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường. Trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì phải đi sát mép đường. Thứ hai, chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn. Thứ ba, nếu không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì phải quan sát các xe đang tới, chỉ qua đường khi đảm bảo an toàn. Thứ tư, không được vượt qua giải phân cách, không đu bám vào xe đang chạy. Khi mang vác vật cồng kềnh phải đảm bảo an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện khác. Thứ năm, trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường đô thị, đường thường xuyên có xe cơ giới qua lại phải có người lớn dắt. Mọi người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường. Nếu không thực hiện đúng các nguyên tắc trên, người đi bộ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ nếu mắc một trong 7 lỗi sau. 1. Không đi đúng phần đường quy định, vượt qua giải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn. Trường hợp này, người đi bộ bị phạt từ 60 đến 100 nghìn đồng. Lỗi thứ hai là không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường. Với lỗi này, người đi bộ cũng sẽ bị phạt từ 60 đến 100 nghìn đồng. 3. Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. Lúc này, người đi bộ cũng bị phạt từ 60 đến 100 nghìn đồng. 4. Mang vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông. Người đi bộ vi phạm sẽ bị phạt từ 60 đến 100 nghìn đồng. 5. Đu bám vào xe đang chạy. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm và có thể khiến người đi bộ bị phạt từ 60 đến 100 nghìn đồng. 6. Đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Người đi bộ vi phạm lỗi này sẽ bị phạt từ 100 đến 200 nghìn đồng. 7. Vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển hoặc đã đóng. Vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung, hầm khi đi qua đường ngang, cầu chung, hầm. Nếu cố tình vi phạm, người đi bộ sẽ phải nộp phạt từ 60 đến 100 nghìn đồng. Không chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu đi sai luật, người đi bộ còn có thể bị phạt tù nếu gây tai nạn nghiêm trọng. Tưởng chừng như người đi bộ sẽ không đe dọa hay ảnh hưởng đến an toàn của người và phương tiện tham gia giao thông khác. Nhưng nếu đi không đúng quy định, họ rất có thể sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng dẫn tới những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Nếu hành vi đi bộ sai quy định là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn mà gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, người đi bộ có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Với tội này, người đi bộ có thể bị phạt từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm nếu hành vi vi phạm dẫn tới một trong các hậu quả sau. Thứ nhất, làm chết người. Thứ hai, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Thứ ba, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. Thứ tư, gây thiệt hại về tài sản từ 100 đến dưới 500 triệu đồng. Nặng nhất, người đi bộ còn có thể bị phạt tù lên đến 15 năm nếu hành vi vi phạm giao thông dẫn tới làm chết từ 3 người hoặc gây thương tích cho 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương từ 201% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông khác, người đi bộ nhất định phải thực hiện nghiêm túc các quy tắc khi tham gia giao thông dành cho người đi bộ. Nếu thấy nội dung video hữu ích với bạn,
Đừng quên ủng hộ Luật Việt Nam bằng cách đăng ký kênh và ấn chuông thông báo bạn nhé. Mọi đóng góp, ý kiến và thắc mắc của bạn vui lòng để lại bình luận dưới video này để được giải đáp sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!